Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ xây dựng xin cho Vixem giữ lại tháp nghìn tỷ Trơ Sương trên đất vàng Hà Nội. Bạc Liêu quyết giải phóng mặt bằng hai hộ dân án ngữ đường lớn gần 20 năm. VAMC trao bán khoản nợ đảm bảo bằng đất vàng quận nhất. Thông tin mới nhất về loạt đại án AIC, Việt Á, Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, FLC, đăng kiểm. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Bộ Xây dựng vừa đề xuất Thủ tướng cho Tổng Công ty Xi măng Việt Nam Vixem tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án trung tâm điều hành và giao dịch Vixem tại lô 10E6, khu đô thị mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội sau 8 năm bỏ hoang. Dự án trung tâm điều hành và giao dịch Vixem được đầu tư từ năm 2010 với tổng vốn đầu tư xây dựng sau điều chỉnh hơn 2.743 tỷ đồng. Tòa tháp có quy mô 31 tầng nổi, 4 tầng hầm. Mục tiêu là xây dựng trụ sở làm việc Vixem, các đơn vị thành viên, hội trường và dịch vụ thương mại. Dự án được khởi công vào tháng 5 năm 2011 đến tháng 8 2015 đã hoàn thành phần thô công trình. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, dự án rơi vào cảnh đắp chiếu, bỏ hoang. Theo Vietnamnet, tháng 6 2015, khu đất trên đã được Bộ Xây dựng phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất, cho phép Vixem được giữ lại, tiếp tục quản lý, sử dụng để thực hiện dự án. Sau đó, Vixem đã đề nghị Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Tổng Công ty lập phương án tìm kiếm đối tác chuyển nhượng dự án để hoàn vốn đầu tư. Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo và được Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho phép Vixem chuyển nhượng dự án vào tháng 3 2017. Tuy nhiên đến nay, theo báo cáo của Vixem, quá trình chuyển nhượng dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc về pháp luật đầu tư, đất đai, việc sắp xếp xử lý tài sản nhà đất thuộc doanh nghiệp nhà nước. Hơn nữa, việc chuyển nhượng dự án diễn ra trong giai đoạn thị trường bất động sản, đặc biệt phân khúc trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê gặp nhiều khó khăn nên dự án vẫn không chuyển nhượng được. Từ thực tế trên, Vixem đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng chấp thuận cho Vixem tiếp tục đầu tư, hoàn thiện tòa tháp trung tâm điều hành và giao dịch Vixem. Sau khi được chấp thuận, Vixem sẽ rà soát lại dự án cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật. Trong văn bản gửi Thủ tướng, Bộ Xây dựng cũng thống nhất báo cáo người đứng đầu Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương trên. Bộ cho biết, sau khi được chấp thuận, Bộ sẽ chỉ đạo Vixem thực hiện đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư, sử dụng đất và tuân thủ quy định pháp luật để có cơ sở trình Thủ tướng xem xét quyết định. Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi 4 bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị cho ý kiến về đề nghị của Bộ Xây dựng liên quan đến dự án tòa tháp nghìn tỷ bỏ hoang của Vixem. Chiều ngày 9 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu họp báo thông tin về việc giải phóng mặt bằng liên quan đến hai hộ dân án ngữ trên đường Võ Văn Kiệt, phường 1 thành phố Bạc Liêu đã tồn tại gần 20 năm qua. Đây là một trong những tuyến đường lớn vào trung tâm hành chính của tỉnh Bạc Liêu. Theo báo Dân Chí, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường thuộc trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu đã có từ khoảng năm 2003. Tuyến đường có 62 hộ dân bị ảnh hưởng mặt bằng. Tuy nhiên, gần 20 năm qua, tuyến đường không được thông suốt do chưa có sự đồng thuận của hai hộ dân, đó là ông Đỗ Thành Hưng và bà Nguyễn Thị Hường. Theo quan sát của phóng viên, tuyến đường Võ Văn Kiệt dài gần 1 km. Hiện trạng có một đoạn gần 300 m có một đầu dính đất của ông Hưng và một đầu dính đất của bà Hường. Tại buổi họp báo, bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu cho biết thời gian qua, các chính quyền địa phương đã rất kiên trì, cố gắng vận động hai hộ dân giao mặt bằng nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Nguyên nhân được các ngành chức năng của Bạc Liêu đưa ra là do sơ sót của chính quyền cũng như không có sự hợp tác của hai hộ dân trong việc đo đạc đất bởi giá đổi thường. Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện nay cơ quan chuyên môn vẫn không thể nào vào được đo đạc diện tích thực tế phần đất bị ảnh hưởng của các hộ dân. Tỉnh sẽ bắt đầu thực hiện lại những bước đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật nhằm sớm giao mặt bằng để làm tuyến đường. Việc giải quyết hoàn thành sớm hay muộn còn phụ thuộc vào sự hợp tác hay không của những hộ dân. Ông Cận thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, chủ trương của tỉnh là giải phóng mặt bằng ở tuyến đường này để làm thông thoáng giao thông, tạo điều kiện cho thành phố Bạc Liêu phát triển kinh tế, du lịch. Theo ông Thiều, tỉnh quyết tâm giải phóng mặt bằng của hai hộ dân này trong thời gian sớm nhất. Vụ việc đã kéo dài gần 20 năm, qua 4 nhiệm kỳ, tỉnh sẽ rà soát lại toàn bộ. Việc bồi thường giải phóng mặt bằng với phương châm có hướng lợi cho những người dân nhưng phải đúng với quy định, ông Thiều nói. VAMC thông báo bán đấu giá khoản nợ xấu của nhóm khách hàng được VAMC mua từ Agribank và Sacombank, có tài sản đảm bảo là loạt bất động sản tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC vừa thông báo bản đấu giá khoản nợ xấu của nhóm khách hàng được VAMC mua từ Sacombank và Agribank với tổng mức khởi điểm hơn 1.241 tỷ đồng. Đáng chú ý, các khoản nợ xấu này đều liên quan đến ông Trần Văn Thông. Trước hết là khoản nợ xấu của nhóm khách hàng gồm công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Anna, công ty cổ phần Eco Petro, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư công nghệ Đông Thành, công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Bình Sài Gòn, công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Phước Thành và các cá nhân khác. Đây là khoản nợ VAMC mua từ Agribank chi nhánh An Phú được trao bán lại với giá khởi điểm hơn 520,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản đảm bảo của khoản nợ này bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 37 Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Khu đất là đất ở có thời hạn sử dụng lâu dài, có diện tích sử dụng hơn 139 m². Tài sản đảm bảo của khoản nợ còn có quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại số 37A Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận Nhất. Bên cạnh đó, tài sản được dùng để đảm bảo cho khoản nợ kể trên còn có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 1220 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận Nhất. Trong đó, khu đất có diện tích 553 m² là đất ở và có thời hạn sử dụng lâu dài. Tài sản trên đất là nhà ở có diện tích xây dựng 244 m², diện tích sử dụng riêng 81 m² và sử dụng chung 54 m². Tất cả số tài sản trên đều do ông Trần Văn Thông là chủ sở hữu. Đối với các khoản nợ xấu của bà Nguyễn Thị Sáu và ông Trần Văn Thông mà VAMC mua từ Sacombank chi nhánh 8 tháng 3, VAMC trao bán đấu giá với mức khởi điểm 722 tỷ đồng, số tiền đặt trước là 75 tỷ đồng, hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức đấu giá theo hình thức trả giá lên. Chiều ngày 10 tháng 5, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông tin kết quả cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho hay, trên cơ sở đánh giá công tác chống tham nhũng tiêu cực từ phiên họp thứ 23 vào tháng 1 năm 2023 cho đến nay, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác này. Tinh thần được Thường trực Ban chỉ đạo nêu rõ là kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh phải thực hiện 4 hơn và 3 không. 4 hơn là tích cực hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, còn 3 không là không đùn đẩy, không né tránh và không đổ lỗi khách quan, ông Dũng cho biết. Trả lời nội dung liên quan đến vụ án đăng kiểm, ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu rõ những vi phạm, sai phạm là có thật và liên quan trực tiếp đến cục đăng kiểm của Bộ Giao thông Vận tải. Hành vi vi phạm, sai phạm có tổ chức, kéo dài nhiều năm, liên quan đến nhiều người. Hành vi diễn ra liên tục, liên quan đến nhiều người và ở nhiều cấp độ khác nhau. Giá trị tiêu cực ở đây tính bằng tiền không lớn, nhưng hậu quả để lại cho xã hội là vô cùng lớn, ông Yên nói. Ông dẫn chứng, mỗi năm ở nước ta làm 8.000 đến 10.000 người tử vong do tai nạn giao thông. Trong đó có phần lỗi của đăng kiểm không đến nơi đến chốn, hậu quả để lại cho xã hội rất nặng nề, nên phải đồng thuận việc có sai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng phải xử lý. Nhưng xử lý như thế nào để không ảnh hưởng đến đăng kiểm cho phương tiện giao thông của tổ chức, người dân và không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường trong lưu thông, phát triển kinh tế xã hội, ông Yên nêu. Theo ông Yên, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã thống nhất chủ trương giao những cơ quan chức năng phải có những giải pháp xử lý phù hợp nhất. Cụ thể, chủ trương là phân hóa xử lý các đối tượng có liên quan trong các vụ án để có cơ chế thống nhất đồng bộ, áp dụng trên toàn quốc. Xung quanh việc điều tra xử lý 3 vụ án Vạn Thịnh Phát, AIC, Việt Á, theo ông Yên, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương nêu quan điểm ưu tiên những cơ quan bảo vệ pháp luật thực thi theo đúng thời hạn luật định với vụ Việt Á. Theo ông Yên, cơ bản các cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra làm rõ, nhưng đây là vụ án xảy ra từ Trung ương đến địa phương và xuyên suốt ở đó có đối tượng của công ty Việt Á nên phức tạp và thời gian kéo dài. Tại cuộc họp sáng nay, ông Yên Thường trực Ban chỉ đạo đã thống nhất, theo đề nghị của cơ quan điều tra Bộ Công an và các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương quyết định cho lùi thời hạn kết thúc điều tra trong quý 2 năm 2023. Ban hành cáo trạng truy tố, xét xử vào quý 3 năm 2023. Đối với 2 vụ án còn lại, đã yêu cầu những cơ quan tiến hành điều tra, truy tố, xét xử theo thời hạn của Bộ luật tố tụng hình sự cho phép, quy định. Riêng đối với bị án Nguyễn Thị Thanh Nhàn, các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp để có thể áp dụng những biện pháp nhằm cố gắng truy bắt. Hiện tại đã đưa vụ án ra xét xử, từ bị can chuyển thành bị cáo và giờ đã chuyển thành bị án, tức là người đã có bản án nên trách nhiệm của bị án phải thi hành. Nhà nước ta cũng quyết tâm thi hành. Giờ chưa bắt được, chứ không có chuyện là bắt được rồi giấu ở đâu, ông Yên nêu rõ.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý khán giả có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành và ủng hộ của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Xin chào!